kính thưa toàn thể đại chúng chúng ta biết thì thiền định ấy là một cái pháp tu căn bản của đạo phật chúng ta pháp tu căn bản không có một pháp môn tu nào mà không có thiền định hết ấy. pháp môn nào cũng phải có thiền định thiền định có thể nói là cái lõi trong việc tu tập phật pháp Đấy. À, kể cả những phật tử gọi là tinh độ bảo là không cần thiền nhưng thực sự tinh độ nào tu như thế nào nó cũng đều phải qua cái thiền này không thiền thì làm sao mà, mà có trí tuệ được à. Tâm mà không định thì làm sao mà có trí tuệ được Nó rất khoát phải là có thiền Thế và thiền đến bây giờ thì đã phát triển khắp cả thế giới Thưa đại chúng Không phải nằm trong Phật giáo nữa Mà rất nhiều tôn giáo khác họ cũng học thiền của Phật giáo Và tất nhiên chúng ta biết là Cái gọi là thiền thì bây giờ nó có nhiều thứ thiền lắm Vâng Chứ không phải chỉ có thiền của Phật giáo chúng ta Nhưng mà chúng ta biết thì Trong tất cả các thứ thiền thì chỉ có thiền Phật giáo Là cái thiền mà an lành nhất À, là cái thiền mà đưa con người ta chuyển hóa được thân tâm, chuyển hóa được nghiệp chướng, khai sáng trí tuệ và diệt trừ phiền não khổ đau cho con người được duy nhất. chứ Thực ra thì không có cái thiền nào đạt được cái mục đích này cả. Và chính thiền Phật giáo là do Đức Phật thích ca của chúng ta khám phá ra. Mặc dù trước đó ngài cũng đã từng tu các cái thiền ngoại đạo, nhưng cái thiền đó không dẫn đến được cái sự diệt trừ phiền não giác ngộ này duy nhất chỉ có thiền phật giáo mà nếu mà thầy nói thẳng chính là cái thiền tứ niệm sứ là cái gốc đó thưa đại chúng yeah. thế thì ở đây hiện nay thiền phật giáo đã được phổ rộng khắp cả thế giới nhiều châu lục nhiều quốc gia nhiều công ty sĩ nghiệp tập đoàn họ cũng ứng dụng thiền rồi thưa đại chúng và họ thấy được cái lợi ích của thiền yeah các nhà khoa học khi họ nghiên cứu những cái thiền sinh ấy, họ cho vào họ thử nghiệm, họ đo sóng điện não đồ, vân 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 vân, nhịp tim rồi mạch đập tất cả hơi thở và họ kiểm tra sức khỏe, thì họ thấy được thiền ấy, có rất nhiều lợi ích, nó hỗ trợ có thể hỗ trợ cơ thể tái tạo tế bào này, trẻ hóa não bộ, tăng cường thải độc, giảm stress chết, giúp cho chúng ta kiểm soát được cảm xúc, sức khỏe và công việc hàng ngày đó à, đây là thầy xin nêu nhé các nhà khoa học nó nghiên cứu người ta nói về những cái lợi ích của thiền này để chúng ta thấy cho nên tăng ni chúng ta và phật tử chúng ta ai rồi cũng sẽ phải phải học thiền và thực tập thiền nha thứ nhất là thiền ấy, nó giảm stress phải à, Đấy, giảm stress chúng ta đang căng thẳng đang rất là nhiều việc đầu rất là căng nhưng mà chúng ta để việc đó chúng ta vào chúng ta ngồi thiền 15 phút thôi nó nhẹ hẳn đi à, đầu mình nó nhẹ hẳn đi tâm mình nó nó nhẹ hẳn đi cho nên những cái ngày mà công việc nhiều ấy, thầy cũng thường cũng phải vào ngồi thiền một chút vào trong cái đại lễ vừa rồi quá nhiều việc thế là chúng áp lực rất là nhiều thì cũng phải ngồi thiền để tâm mình nó an tĩnh thì tự nhiên những cái căng thẳng á, nó bớt đi khi tâm chúng ta nó áp lực nhiều giống như cái nồi nước nó đang sôi sùng sục ấy à, thì ngồi thiền nó giống như là cái việc mình rút củi rút lửa bớt đi nó bớt sôi lên như vậy nó mát đi nó dịu đi đấy thứ hai là thiền nó giúp cho chúng ta giảm căng cơ, phải không? Đấy, giảm căng cơ các cái cơ bắp của chúng ta thường ngày á khi chúng ta hoạt động này á thì chúng ta tư duy nó làm căng lên cơ mặt cũng căng cơ vai cũng căng tất cả các cơ nó đều căng và căng như vậy nó sẽ đến mỏi cơ và nó sẽ mệt nó sinh ra những các cái hormone không tốt thì thiền nó giúp cho chúng ta xả được những cái căng cơ này cơ nó được thư giãn thư giãn là một cái sự nghỉ của cơ rất là tốt Nghe không? cho nên cái người nào mà thiền được nhiều thì cái 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 nét mặt người ta nó cũng nó cũng nhẹ nhàng nó từ bi thêm lên. Vào đấy. Thứ ba là cải thiện sức khỏe của tim, à, cải thiện được sức khỏe của tim, nó giảm được cái độ dày của thành động mạch. đó. Thứ tư là thiền giúp cho cơ thể được nghỉ ngơi, cái này thì chúng ta thấy rõ rồi. Thứ năm là giúp cho chúng ta giảm được huyết áp. Những người nào huyết áp cao thì rất là nên tập thiền. À, huyết áp cao rất nên tập thiền. Ừ. Tại vì thiền nó tác động đến toàn thân, nó tác động toàn thân từ thần kinh cho đến mạch máu cho đến cơ bắp nó tác động toàn thân cho nên nó, nó, nó hết rất là hữu ích rồi thiền giảm nguy cơ bị đột quỵ nào đấy những người huyết áp cao những người mà, mà, mà huyết áp thấp vân vân cái nguy cơ đột quỵ rất là cao thì thiền nó giúp cho giảm nguy cơ đột quỵ đức phật thì nói là sao thiền có tác dụng kéo dài mạng sống nữa đó. Cho nên cha, trong kinh Đức Phật nói đấy, người nào mà thực hành được tứ thần túc chính là thiền đấy, thưa đại chúng, thì người đó có thể kéo dài mạng sống một kiếp và nhiều kiếp. Mà cái kiếp ở đây là có thể là kiếp quả địa cầu chứ không phải kiếp 100 năm đâu, thưa đại chúng. Đó. Như vậy cơ mà. Trong tích thì đang nó nói là ngài ngài Ca Diếp vẫn còn đang ngồi thiền ở trong núi cây túc đó. Đó. Thế rồi có những vị thiền sư đấy, họ ngồi thiền họ nhập định họ, họ nhập định cả hàng ngàn năm ở trong gốc cây ngồi dưới gốc cây mà cái cây cho nó phủ kín ngài luôn à, mà ngài vẫn thiền vẫn sống chứ không phải chết đâu đấy thưa đại chúng đấy, vừa rồi hình như ở bên Bangladesh hay gì đấy có một cái cậu bé nó thiền đấy tám tháng trời tám tháng trời không ăn luôn đấy, mà người ta nói hình như còn cậu còn không cả uống luôn đấy mà nó vẫn sống đấy thưa đại chúng đấy, thế đấy là những cái rất đặc biệt rồi thiền giúp chúng ta giảm đau Nghe không? Khi chúng ta thiền thì cơ thể nó được thả lỏng cho nên là nó bớt đau. Thiền giúp cân bằng hoạt động cho cả hai bên cái não bộ. Chúng ta có bán cầu não phải, bán cầu não trái. Thì khi ngồi thiền nó giúp cho hai cái não này nó cân bằng với nhau, hoạt động với nhau. Rồi thiền cải thiện tâm trạng của chúng ta. Đang buồn phiền, đang lo âu, đang sợ hãi ngồi thiền xong là những cái tâm trạng đấy nó có thể giảm trừ hoặc là tiêu sạch luôn. Thiền giúp chúng ta tăng cường hệ miễn dịch. Wow. thiền giúp cho tâm trí được tính lặng tươi mới wow. đó, và phát triển trí tuệ tăng cường khả năng sáng tạo đó. thiền cũng giúp cho chúng ta xây dựng một cái quan hệ tích cực ai thực tập thiền rồi thì người đó tự nhiên trong cái giao tiếp với mọi người nó cũng, nó cũng đỡ wow. có thể chúng ta bình thường ta rất là rụt rè rất e ngại nhưng mà người có biết thiền định ấy, biết thực tập huấn luyện tâm ấy, thì người đó tự nhiên trong cái giao tiếp quan hệ người đó cũng sẽ khác À, nó 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 dễ thân thiện hơn mà nó dễ hòa nhập dễ thông cảm hơn đó rồi thiền á khiến cho cái hành giả hành thiền này không bị cảm thấy cô độc đó, thưa đại chúng nó hay như vậy đấy thường chúng ta ở trong trong đời chúng ta rất dễ cảm thấy mình bị cô đơn cô độc Nghe nhiều khi chúng ta sống giữa đông người mà mình thấy mình cô đơn cảm thấy rất cô đơn sống giữa đông người sống sống giữa cả nhà mà mình thấy mình cô đơn thế các thiền sư vào trong rừng ở một mình mà các ngài lại không thấy cô đơn đúng không? giống như các thầy vào rừng ở một mình một liêu một cốc ấy, một cái bạt ấy nhưng mà không thấy cô đơn cái thiền nó hay vậy nó không làm cho mình bị cái cảm giác cô đơn nó hay như vậy đấy thế còn chúng ta thấy cái cảm giác cô đơn nhiều khi làm mình rất là khổ đúng không thấy mình cô đơn mình đơn độc giữa cõi đời này không ai hiểu mình không ai thấu mình không ai cảm thông với mình Thấy rất là khổ. Thế nhưng mà thiền thì nó trừ hết cho mình những cảm xúc đấy. Tự nhiên mình không thấy mình bị cô đơn nữa. Đó. Đấy. Như vậy chúng ta mới thấy lợi ích của thiền thì còn rất nhiều cái. Các nhà khoa học bây giờ càng ngày họ càng khám phá ra thiền có quá nhiều lợi ích. Cho nên chúng ta nhớ Đức Phật của chúng ta. Gọi là một cái vị, gọi là cái ông tổ về thiền là Đức Phật đấy. Ngài đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, nằm cũng thiền, cái gì cũng thiền hết. Cả cuộc đời của Đức Phật là thiền vậy đấy. đấy. Đó. Thế thì chúng ta là con Phật, chúng ta phải biết cái giá trị của thiền thế này để chúng ta ứng dụng và chúng ta khai thác lợi ích của nó. Và thiền thực sự nó giúp cho con người ta bao nhiêu cái điều tốt đẹp, con người ta nó lành mạnh ngay ngắn nên cũng là từ thiền đấy. đặc biệt nhất là thiền giúp chúng ta phát triển trí tuệ. Đó. Thế cho nên người nào kiếp này có tu thiền định thì nhất khoát có tái sinh kiếp sau người đấy sẽ là người có trí tuệ thông minh Chứ không thể không được đâu mà nói cái người kiếp này không tu thiền kiếp sau đòi được thông minh là này là khó đấy người nào có tu thiền kiếp sau sẽ có cái trí tuệ nhé